Chào mọi người, hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với hướng dẫn và cũng là cái kỷ niệm về một bệnh nhân bị rất nặng. Cái chính là bệnh nhân liệt dây cái số 7 ngoại biên do lạnh. Thì ca này nó đặc biệt đến nỗi mà tôi không cho bệnh nhân kiêng một trường hợp đặc biệt gì cả. Ví dụ như người ta kiêng được nhiều nhưng mà bệnh nhân này thì vất vả, công việc thì quá nhiều. Điều trị những trường hợp như thế là bao giờ cũng phải lâu, gần như là gấp đôi gấp ba so với người bình thường. Thế thì chú cho mọi người biết chú tên gì nhỉ? Tôi tên là Mạnh. Chú năm nay bao tuổi nhỉ? 51. Đầu tiên chú bị như thế nào? Ngủ dậy thì là sáng ngủ dậy thì thấy da đánh răng rửa mặt thì thấy nó khó chịu, nó đánh răng nó rớt nước ra ngoài, nói thì kiểu là nó không được tròn tiếng. Châm cứu thì tôi được châm cứu, bây giờ thì được cũng đỡ rồi, được tương đối, đang phải dùng kế chỉ. Hôm nay chú thấy cái mặt ấy, cái má thế nào rồi? Nói chung là cũng đỡ, nhưng mà để xem đặc biệt để cho nó ngon lành hẳn đi. Chú làm đi. Đây tôi sẽ hướng dẫn chia sẻ cái phương pháp chỉ. Hiện tại bây giờ trên thị trường có 32 loại kim. Kim này của cô Lê Thi Oanh này. Kim này thì tốt hơn. Kim này là kim của Trung Quốc. Chỉ thì tôi khuyên chân tình ta nên dùng chỉ Bibarao của Đức. Bibarao của Đức. Nên tôi dùng 2.0. Nên tôi giới thiệu cái loại chỉ là cái loại kim. Khi ta cấy trên mặt thì chúng ta chỉ khoảng tầm 1.5 cm. Nên tôi dùng kim của Lê Thiên Anh. Lê Thiên Anh thì sắc hơn và đắt hơn. Và kim này tương đương khoảng tầm 50k. Tứ bạch, đầu tứ lưu, toàn trúc, ế phong, phong trì, phong môn. Nguyên đối diện tôi đã dùng một huyệt huyền lưu, hợp cốc bên đối diện và thuốc tâm lý ở dưới chân. Vậy thôi, chúng ta sẽ làm huyệt hợp cốc tiếp. Kim nghệ cho cái 3.2 hay là 2.0. Các bạn lưu ý kim này có hai loại. Đây là dùng cho 2.0. À, cho 3.0 với lại 4.0. Chỉ tôi đang dùng nên là chỉ 2.0. Chúng ta làm hình hợp cúc. Bài
hít sâu chứ. Thời gian rồi. Cô ngồi xuống ghế đi. Hít sâu nào. Thời gian nào. Từ hai bông khô cùng lúc. Cắn răng rồi, nhả ra, cắn, nhả ra, cho đang quay cô ngồi xuống kia đi cái, cắn ra răng rồi, nhả ra, hít sâu rồi. Thời gian rồi. Bây giờ bảo mấy người trật tự anh ạ. Hít sâu. Thời gian. Cồn thì chúng ta dùng cồn iốt nhé. Iốt mà không nên sát khuẩn, nước nó nhiều quá. Một số người bị dị ứng cồn iốt thì sát khuẩn thì lại tham để cho nhiều cồn quá, nó sinh ra dị ứng. Hít sâu rồi. Thở ra nào. Bên dưới đây. Không chỉ. Chắn là gấp xa rồi anh. Trên mặt thì sẽ giữ từ từ. Hít sâu. Thở ra.
đâu, từ từ khó nha. Hít sâu. Thở ra nào. Chịu lâu rồi. Cái phong rất là đau, thì cấy thật lâu. Chưa chỉ vừa thôi, chúng ta 1,5cm đến 2cm. Từ là 1 đến 1,5 là đẹp. Ưu điểm của cấy chỉ là hồi phục từ từ, là những chứng khó không mất thời gian đi. Nhược điểm nó hơi đau, một số người thì đau nhiều. Hít sâu chút. Thở ra này, sự bông ở đây, nó trực tiếp vào cái bông rồi. Thế xong rồi, thế là sau lưng nữa là xong. Ok. Hít sâu. Thở ra nào. Để đứng xuống đi. Cứ xoay người này đây. Coi mặt đấy á. Có đau không? Bình thường. Chịu tốt. Thì theo sức chịu đựng của bệnh nhân, chúng ta làm thêm huyệt hay là bớt huyệt. Người ta đau nhiều thì làm ít thôi. Bớt huyệt dao động từ tầm 6 có đến 10 huyệt. Hít sâu đi. Thở ra nào. Được rồi.
nhá. Đợi nó thiêng lên đã để đi ra. Quay mặt lại. Nhà kiêng cái lạnh. Ở đấy chỗ chú làm việc nó lạnh nhiều. Kiêng khó. Kiêng lạnh thì giờ làm thế nào? Hạn chế. Hạn chế thôi chứ ra đường bây giờ. Trời thế này lạnh. Ừ. Xong chưa? Rồi, cả chú nhá. Ok, là xong đó.